Đối tượng Hoàng Công Anh quê Hà Tĩnh vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công Anh bị bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại hẻm 43 khu phố 2, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, thu giữ một gói tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp, có trọng lượng 498 gram. Qua đấu tranh, Công Anh khai mua của một đối tượng chưa rõ nhân thân tại tỉnh Bình Dương với số tiền trên 137 triệu đồng để mang về thành phố Biên Hòa tiêu thụ. Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ 3 đối tượng gồm Trương Văn Hạ, Lê Trọng Nghĩa và Nguyễn Văn Phúc để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận lợi dụng khi đêm về hay trời gần sáng, các đối tượng chở nhau trên xe gắn máy tại các tuyến đường, phát hiện nạn nhân sơ hở thì nhanh chóng áp sát thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Các đối tượng còn mang theo các bình xịt hơi cay nhằm chống trả tẩu thoát. Đến thời điểm bị tạm giữ, hai đối tượng đã cùng nhau thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản. Tài sản cướp giật được chủ yếu là điện thoại, sau đó mang đi bán lấy tiền chia nhau. Phúc thừa nhận biết các điện thoại bán tại cửa hàng của mình là tài sản cướp được nhưng vẫn tiến hành thu mua. Vào đêm ngày hôm qua, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà hàng nằm trong khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội, khiến nhiều người hoảng sợ. Cột khói bốc đen cuồn cuộn bốc lên cao hàng chục mét. Cụ thể, vụ cháy xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày tại nhà hàng ăn uống có địa chỉ TT240, khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ. Vào thời điểm trên, nhiều người dân đã phát hiện có khói đen bốc ra nghi ngút từ khu vực tầng mái của một ngôi nhà cao tầng. Đồng thời, nhà hàng cũng bị mất điện. Tại hiện trường có khoảng 5 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai dập đám cháy. Sau khoảng 30 phút, vụ cháy được dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Được biết, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao 3 tầng 1 tum. Tầng tum là nơi sinh hoạt của nhân viên nhà hàng. Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa có công điện gửi Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các đơn vị địa phương về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các đơn vị địa phương chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các trục chính ra vào Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến quốc lộ, các đầu mối giao thông trọng điểm, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, các bến tàu, nhà ga, các điểm đang thi công, kịp thời khắc phục sự cố, tai nạn, đặc biệt là trên những tuyến giao thông. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành giao thông vận tải, tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn các công trình, kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức đánh giá, khảo sát, xác định các điểm đen về tai nạn giao thông, những vị trí thường tập trung đông người dọc các tuyến giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông để có giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hỗ trợ giúp đỡ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ bằng những hành động thiết thực, góp phần giúp người dân giảm bớt vất vả khó khăn trong quá trình di chuyển. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô. Tăng cường lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông để triển khai thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường, nhất là trong những ngày khai giảng, không được để xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong ngày đầu đến trường. Chủ động phối hợp với ngành giáo dục đào tạo, tăng cường tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục, trường học với các hình thức phù hợp, xử lý nghiêm học sinh sinh viên sử dụng xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện vi phạm luật giao thông đường bộ, kiểm soát, xử lý nghiêm phương tiện đường bộ, đường thủy vận chuyển đưa đón học sinh không đảm bảo an toàn kỹ thuật và không đủ các trang thiết bị an toàn cần thiết. Vâng, thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày. Dự kiến lượng du khách trong và ngoài nước về thủ đô Hà Nội để tham quan du lịch sẽ tăng cao. Chủ động nắm tình hình, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai các phương án và kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, đặc biệt là tập trung ngăn chặn tình trạng trèo kéo khách, cướp giật tài sản của du khách khi đến tham quan tại thủ đô. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, một trong những điểm diễn ra nhiều sự kiện lớn trong dịp mùng 2 tháng 9. Do đó, sẽ có nhiều người dân tập trung tại khu vực này trong những ngày lễ.
nhận định trước tình hình sẽ có đối tượng lợi dụng dịp lễ để tụ tập gây rối trật tự. Những ngày này, các đơn vị trong Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các phường, quận trọng điểm để nắm chắc địa bàn, xử lý nghiêm các đối tượng xấu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chúng tôi đã có những cái phương án bao gồm như là thực hiện các cái đợt tuyên truyền và những đợt ra quân xử lý các lỗi vi phạm. Khi mà có các cái sự kiện diễn ra là anh em công an phường phải tăng cường 100% quân số, phối hợp với cả công an quận, lực lượng an ninh hồ và ủy ban nhân dân phường để tập trung đảm bảo trật tự và an toàn để cho du khách hoặc là các sự kiện được diễn ra được đúng yêu cầu. Địa bàn phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm hiện có gần 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, trong đó 80% khách lưu trú là người nước ngoài. Do đó, lực lượng công an đã đặc biệt chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy, kiểm tra lưu trú tại các cơ sở kinh doanh lưu trú để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với thủ đô. Ngoài cái việc triển khai cái thông báo lưu trú này ra, thì chúng tôi là đã có cái phương án cũng như là cái kế hoạch trong cái dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Hai là các du khách đến tham quan và du lịch trên địa bàn quận Hoàn Kiếm là cũng rất là nhiều. Đấy, thế nên là chúng tôi cũng đã xây dựng những cái kế hoạch để các đơn vị nghiệp vụ ở trong công an quận sẽ tham gia vào các tổ công tác. Cái thứ hai là chúng tôi cũng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an để làm sao đấy là trong cái công tác quản lý hạn chế đến mức tối đa những cái vi phạm xảy ra. Theo dự báo, dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, thành phố Hà Nội sẽ thu hút đông đảo người dân đến tham quan vui chơi. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đã được triển khai từ rất sớm. Song song với đó, bên cạnh các giải pháp nêu trên, trong những ngày này, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tăng cường tuyên truyền kiểm soát trên toàn địa bàn, tập trung xử lý kiên quyết các đối tượng đeo bám gây phiền hà cho du khách. Ngay từ đầu tháng 8 thực hiện kế hoạch của công an thành phố và Đảng ủy công an quận thì ban chỉ huy công an phường đã họp và đã xây dựng kế hoạch và phương án để đảm bảo trước sau và trong dịp mùng 2 tháng 9. Ngoài cái việc mà tham mưu Đảng ủy phường là phát thanh tuyên truyền thì anh em cảnh sát khu vực phối hợp cùng hình sự để quá trình hóa trang mật phục và đi cũng nhắc nhở người dân, mà ngoài ra đó thì cũng có lực lượng tự quản là phối hợp cùng công an phường và đọc loa để hướng dẫn cho người dân, tuyên truyền cho người dân trong công tác phòng ngừa. Cái quá trình mà khi mà có những vụ việc xảy ra thì lực lượng công an phường tổ chức kịp thời xác minh và lập hồ sơ để xử lý. Từ những giải pháp đồng bộ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an Hà Nội nói chung và công an quận Hoàn Kiếm nói riêng, chắc chắn người dân thủ đô và du khách sẽ đón một kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 trong an ninh, an toàn. Xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự. Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ 3 đối tượng gồm Trương Văn Hạ, Lê Trọng Nghĩa và Nguyễn Văn Phúc để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó vào ngày 26 tháng 8 năm 2023, Công an quận Tân Bình tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của nạn nhân bị cướp giật tài sản tại khu vực cầu vượt Cộng Hòa trên địa bàn. Vào cuộc truy xét, lực lượng công an đã xác định được 3 đối tượng có tên ở trên. Tại cơ quan công an, hai đối tượng là Hạ Nghĩa khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản. Lợi dụng khi đêm về hay trời gần sáng, các đối tượng đã chở nhau trên xe gắn máy tại các tuyến đường. Phát hiện nạn nhân sơ hở thì nhanh chóng áp sát thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Để phòng trường hợp bị người dân truy đuổi, sau khi phạm tội, các đối tượng đã mang theo bình xịt hơi cay nhằm sử dụng chống trả. Đến thời điểm bị công an tạm giữ, Hạ và Nghĩa đã cùng nhau thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản. Tài sản mà chúng cướp giật được chủ yếu là điện thoại, sau đó mang đi bán lấy tiền chia nhau. Làm việc với công an, đối tượng Phúc thừa nhận biết các điện thoại do Hạ mang đến bán tại cửa hàng của mình là tài sản cướp được nhưng vẫn tiến hành thu mua. Còn với hành vi trộm cắp tài sản, Nguyễn Đức Nhuần, 37 tuổi, trú tại phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa phát hiện và bắt giữ khẩn cấp. Vào sáng ngày 22 tháng 8, công an thành phố Biên Hòa nhận được tin báo của ông Trần Thanh Của, trú trên địa bàn, mất gần 170 triệu đồng khi để trong cốp xe mô tô tại một siêu thị thuộc phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố Biên Hòa đã phát hiện đối tượng Nhuần là thủ phạm của vụ trộm nêu trên, tiến hành bắt giữ khẩn cấp. Qua đấu tranh, Nhuần khai do nợ nần cờ bạc nên sáng ngày 22 tháng 8 đã đến một ngân hàng thuộc phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa để hỏi thủ tục vay tiền.
Tại đây Nhuần quan sát thấy ông Của vừa rút tiền nên nảy sinh ý định trộm. Theo dõi thấy ông Của điều khiển xe mô tô rời khỏi ngân hàng, Nhuần bám theo và đến bãi để xe của một siêu thị thuộc phường Tân Tiến. Trong lúc ông Của vào siêu thị mua hàng, Nhuần đã móc cốp xe của ông Của lấy 168 triệu đồng. Sau đó Nhuần mang số tiền trên về nhà trả nợ, đánh bạc hết 74 triệu đồng. Số tiền còn lại mang cất giấu thì bị công an thành phố Biên Hòa khám xét, phát hiện, thu giữ. Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt 12 tháng tù đối với Phan Thanh Nhân, sinh năm 1991, trú tại huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang, về tội tàng trữ vũ khí trái phép. Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 4 năm 2020, Nhân có dự đám cưới của một người bạn ở huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Trong lúc ngồi dự tiệc chung, Nhân hỏi ai có vỏ đạn cho Nhân xin làm đồ mỹ nghệ. Sau đó có một người thanh niên cho Nhân 2 viên đạn, loại đạn dùng cho súng AK. Nhân mang về cất trong ba lô. Đến ngày 13 tháng 10 năm 2022, Nhân đến cảng hàng không quốc tế Phú Quốc làm thủ tục đi Cần Thơ thì bị nhân viên an ninh cảng hàng không phát hiện trong hành lý của Nhân có 2 viên đạn nên đã lập biên bản thu giữ giao cho công an xử lý. Qua giám định, 2 viên đạn trên là vũ khí quân dụng. Sau đó Nhân đã bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay.